xuống đây là khi chụp những vlog tiết thái đây ngày đang đây nhưng trong những vlog này anh tiết thái sẽ tung những photo của đảo Pì hai nhóm đang tới top lẫn do group phía à kia rồi có sùng non để chia sẻ đây là bao lồng cao văn một lý văn để cô cứ chia sẻ phát giác cô mới rút là bây giờ ban trong một cái cam phải chịu dừng chẳng trong đang thả sẻ đây có miền nào khác mà tạm nay một nhóm ở khi nhóm đang show để ở khi bạn khởi nhưng ban mặt đó sẽ còn chia lại IFL 2 để nói không đang đá cứ miền sang đây có chủng nút bảy để có bang co sang chẳng ai đứng sang đây có bảy đứng miền đôi chia bên là lái nạ riêng hay nâng à kia tầm khăn à kia tầm khăn cứ nơi cái đó không nhom ok chẳng à kia tầm bảy nâng có bang co sang lang không pay tầm mùi cứ nơi không chia nằm ở con buồn rồi học sắp làm bốn mà đó chia nằm ở con buồn rồi chết sập mùi cả chẳng à kia tầm bảy nâng cứ ban đã sầm phôi ở prapra hay chia nơi không chia nằm ở con buồn rồi chết pì giờ chúng dương chọn đơn tha ca cho nó bọn này kia thì mui mui nó mệt lạ mỏ để chơi đó này ok này đóng này những cái chi ác kia sầm kháng đại nhóm trong số tên này đóng này tập bộ ghê chẳng á chúng dương mơ tới ca cho nó bỏ học kia đi tầng mu cứ mơ tới sra mình tên là sai nữa dương khơi nhé miền tật an nơi hàng cao dương tới nè nâng hai bơi chùm pua ca cho nó chỉ chơi bao qua với mơ tới khơi bộ uất thôm thôm thua ao bờ lưới châu tật hàng nó cục cồn miền bờ lưới châu tật hàng cục cồn chẳng á chăng plong đi theo bỏ kia ní để mấy bạn khơi hái chăng nhưng chắc đã ăn thôi cả thọt luôn mà đòn chăng ngày nắng nhung miến nì camera ơi rồi bên three yeah ok không mong có món vú vẫn thôi cả thọt luôn ok oh shit ដែលគ្រូក៏កំពុងតែរៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីថាត់ឈើប្លង់ខាងក្នុងឲ្យអ្នកទាំងនេះបានឃើញទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានតែថតប្លង់អាគីទាំងមូលពីខាងក្រៅដែលគេបានឃើញយ៉ាប់អូខេដល់ទៅនេះឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងមួយទៀតហើយគឺវិមានឯករាជ្យយ៉ាប់ដែលវិមានឯករាជ្យនេះដែរត្រូវបានកសាងឡើងក្រោយទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ 1913 ហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលការរចនារបស់វិមានឯករាជ្យយើងឃើញនៅលើចុងកំពូលរបស់វិមានឯករាជ្យយើងឃើញមានផ្កាឈូកផ្កាឈូកដែលកំពុងតែរីកវាតំណាងឲ្យថាប្រទេសយើងកំពុងតែរីកចម្រើន yes ហើយបើយើងមើលទៅជុំវិញវិញឃើញមានអ្នកឯករាជ្យពត់ជុំវិញហ្មងដែលបង្ហាញពីភាពឯករាជ្យនិងភាពអង់អាចរបស់ប្រទេសយើង yep ចឹងមកថាពេលយូរយើងទៅធ្វើការថតរបស់គ្នា Nên là lần này nhóm ban mà đó xa sân thật sật chạy từ một hai hay là kia này đã từ ban bao chiều xa thì lại không xem một con tầm buồn rồi học tập mùi hơi bởi dương mơ từ ca ra chẳng hạn bọt rồi bỏ hạ kia này vĩnh cứ dương khơi tha rút riêng vía cứ đôi chiều phát mà dương dân để thôi trên phía sụt nào nơi không xem một con tầm buồn rồi ca sở mùi ở kia nước ban lại chia bộ chỉ nhiệt than mùi chẳng á mà to món nơi không xem một con tầm buồn rồi ca sở muốn là kia này còn lại từ chia rung còn ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ជាសាសនសិទ្ធអាគារនេះក៏ជារោងកុនដែលរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផងដែរអូខេអ្នកនរទាំងនេះអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអ្នកនរទាំងនេះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ content photography ផ្សេងទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមបាន Thank you.